À, đây là cái video bán đồ nghề Nhật số 9. Đây là thứ bảy, 11 tháng 6 nha. Anh em mua hàng á, thì liên hệ cái số điện thoại trên cái video nè. Số điện thoại của mình là 0334 830 843, hoặc là kết bạn Zalo. Hôm nay em giới thiệu anh em mấy món đồ nghề. Đầu tiên là cái biến áp, cái này là biến áp cách ly, nó tháo trong máy cái âm ly của Nhật ra. Đây cái thông số này, điện vào là 200, 220, 240, điện ra là 13V, 13V rưỡi, 27V, 23V, 12V, 39V, 3.2V, 1.6V. Đây, nó phân biệt màu dây theo như cái sơ đồ này. Biến áp cách ly nha. Biến áp này có mã là 901, mình bán 300. Chưa bao gồm phí ship nha. Tất cả sản phẩm thì giá trên trên sản phẩm là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Lưu ý nha. Tiếp theo là một cây vòi xịt tưới cây của Nhật, Takagi. Mình đã test rồi nha, test nước rồi, ok, xịt từ phun phun tia xương ra đến vòi vòi mạnh. Đây nó bằng đồng nè, ruột nó bằng đồng thau nên rất bền. Kích thước 20, cái đường kính ống này là từ 16, ống 16 nhỏ nhất, nông lên tới ống 21 nha, 16 đến 21 đều dùng được. Vòi này mã 902 300k. Tiếp theo là một cái cử của cái cưa bàn, mấy cái cưa bàn á, cử này nó trượt nè, mình để cái phôi 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 gỗ lên đây nè, mình trượt đi, có thể chỉnh góc 45 độ, 45 độ để mình cắt nó an toàn mà nó chính xác. Đây kích thước dài là 40, cái này nó có kích thước là 15, 15 ly nha, độ dày là 3 ly. Đây, đây bằng nhôm, có mã là 903, cử cưa bàn 903, 250 nha. Tiếp theo là một cái cắt ống đồng, mới về một cái cắt ống đồng nữa. Đây cái lưỡi này còn đẹp nè, Super Japan. Đây là cái giò ống, khi mà mình cắt rồi á, mình giò lại cho nó đẹp cái ống. Cắt được ống từ 3 mm đến 32 mm ống đồng. Đây thì có một lưỡi, lưỡi trên thì lưỡi có một lưỡi xài rồi thì nó mẻ rồi, nên mình bán 200k, 200k các ống đồng mã 904. Còn cái cây kéo, cây kìm cắt này, kìm cắt cành hoặc là cắt kẽm nha anh em. Còn cái kìm này mình không biết công dụng của nó là gì, hình như nó cũng dùng trong làm cây cạp cây hay sao à. Anh em nhìn rõ
nó không phải là thịt cạp xéo. Mình bán đại thôi, 250 ngàn, mã 905, hai món, kích thước đây 20, cái kìm cắt là 13 cm. Tiếp theo là một bộ lưỡi cưa sắt của Nachi Japan, còn nguyên luôn 12 lưỡi nha anh em, 12 lưỡi cưa sắt chưa sử dụng. 24T là chiều dài, lưỡi, chiều dài cái lỗ để gắn vô. Mình bán 12 lưỡi này 250 ngàn, mã 906. Tiếp là một cây hước, góc vuông của Shinhwa, còn mới luôn, còn nguyên cái bao chưa sử dụng, rất là đẹp. Vậy là 25, ngang nó 25, nó dài tới 50. Đây, xin qua mã 907, 200k. Tiếp là một cây đục gỗ của Nhật, này lưỡi còn rất đẹp, đục gỗ mã 908, 150 ngàn, lưỡi nó là 25 mm, 2,5 phân á, chiều dài nè 17,5. Mã 908, đục gỗ 150k. Tiếp theo là một cây kéo cắt ton, chiều dài 28. Kéo này nó có sóng, lưỡi nó có sóng để cắt ton sóng dễ dàng á. Cây này mới tinh chưa sử dụng, mấy anh cho ban nè, mới tinh chưa sử dụng. Cây này kéo cắt ton mã 909, mình bán 300k. Cuối cùng là cây xịt gió vệ sinh có vòi rất là dài luôn, vòi này 30, vòi của Kinky, đã test ok luôn, không xì gì hết. Có mã là 910, vòi xịt gió giá 300k. Rồi, cái video hôm nay là kết thúc nha anh em. Hẹn em đến video tiếp theo.